Sáng nay, Hội nghị Thượng đỉnh Chương trình Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng GMS lần thứ 8 đã khai mạc trọng thể tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao những đóng góp to lớn của cơ chế hợp tác GMS đối với sự phát triển của tiểu vùng Mekong trong hơn 3 thập kỷ qua. Trong đó, hơn 12.500 km đường bộ, 1.000 km đường sắt đã được xây dựng, gần 3.000 MW điện được tạo ra và hơn 2.600 km đường dây truyền tải điện được hình thành, giúp cung cấp điện cho hơn 165.000 hộ gia đình. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các bài phát biểu quan trọng khẳng định vai trò chiến lược của GMS trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển của tiểu vùng, đồng thời nhấn mạnh 5 bài học quý giá từ thành công của GMS, đó là bài học về thực hiện tham vấn bình đẳng, rộng rãi, củng cố đồng thuận giữa các thành viên vì lợi ích chung, bài học về xây dựng các chiến lược, chương trình hợp tác thực chất gắn với nhu cầu thực tế của mỗi nước và tiểu vùng, bài học về hợp tác lấy người dân, cộng đồng làm trung tâm, thúc đẩy kết nối kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bài học về kết hợp nỗ lực của mỗi thành viên với sự đồng hành của ADB và các đối tác phát triển, bài học biến những khó khăn thành động lực để vươn lên, đoàn kết để tạo thành sức mạnh cùng thúc đẩy hợp tác và phát triển. Thời gian tới, Thủ tướng cho rằng đã đến lúc GMS cần tập trung phát triển các hành lang kinh tế thế hệ mới với đổi mới sáng tạo là trung tâm, vượt ra khỏi giới hạn của hành lang kinh tế truyền thống. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề xuất 3 nội hàm chính của hành lang kinh tế thế hệ mới. Thứ nhất, hành lang của công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng đến kết nối đa chủ thể, đa lĩnh vực, đa giai đoạn. Trọng tâm là hỗ trợ các nước khắc phục những thiếu hụt về thể chế, chính sách và năng lực về công nghệ đổi mới sáng tạo. Về nguồn lực, trong đó có nguồn lực con người và nguồn lực về tài chính. Thứ hai, hành lang của tăng trưởng kinh tế, vừa làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, vừa thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Song song với các dự án hạ tầng giao thông, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, GMS cần mở rộng đầu tư, tạo ra các hành lang về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới và năng lượng sạch, xây dựng các nền tảng số, mở rộng thị trường số, nâng cao kỹ năng số của doanh nghiệp và người lao động. Thứ ba là hành lang xanh, bền vững và bao trùm, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, là động lực, là nguồn lực và là mục tiêu của sự phát triển. Thủ tướng đề nghị GMS cần đẩy mạnh các chương trình hợp tác về môi trường và hệ sinh thái, quản lý thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. GMS cũng cần đặc biệt coi trọng hợp tác với Ủy hội sông Mekong trong quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững, công bằng, hợp lý dòng sông chung Mekong Lan Thương và hợp tác ứng dụng công nghệ vào quản lý nguồn nước xuyên biên giới. Trong cái điều kiện và bối cảnh thế giới phức tạp như hiện nay, chúng ta cần phải đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để đối phó và vượt qua các thách thức mang tính toàn diện, toàn cầu, khu vực và toàn dân. Và chúng ta cùng nhau phản đối chính trị hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại đầu tư. Thưa các nhà lãnh đạo, các quý vị, với quan điểm coi trọng thời gian, coi trọng trí tuệ, coi trọng đoàn kết và hợp tác, chúng ta phải đổi mới để bứt phá, sáng tạo để vươn xa, hội nhập để tiến lên. Tôi tin tưởng và kỳ vọng kết quả của hội nghị lần này sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, chương trình và tầm nhìn GMS. Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên và các đối tác phát triển để cùng xây dựng khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng, đổi mới sáng tạo, năng động và phát triển bền vững, thịnh vượng cho mỗi quốc gia, cho mọi người dân.